Chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên ạ. Trong video ngày hôm nay thì em Huyền sẽ tiếp tục lên sóng cập nhật những sản phẩm xe mới về salon em cũng như là báo giá toàn bộ một lượt salon ô tô Tùng Bách. Tại vì hôm nay nhà em đang có rất là nhiều xe tại cửa hàng ạ. Hôm nay thì nhà em có về thêm được một chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury sản xuất 2022 với cái ngoại thất màu trắng vô cùng đẹp và bắt mắt. Chiếc này thì sẽ được chào bán với mức giá là trên 500 triệu đồng. Bên kia thì em cũng có một chiếc Kia nữa nhưng mà là gầm cao các bác nhá. Kia Seltos đời 2021 bản Luxury màu trắng phía xa kia các bác ạ. Và chiếc xe này thì cũng được chào bán với mức giá là trên 500. Tí nữa khi đi vào cụ thể của từng xe em Huyền sẽ để giá công khai luôn. Nếu như bác nào quan tâm thì nhớ là gọi điện đến hotline của Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại em đã ghi ở dưới góc màn hình. Ngoài ra thì nhà em cũng về thêm được một chiếc 7 chỗ máy dầu số sàn đời 2018 Chevrolet Trailblazer lăn bánh 10 vạn km và sẽ được chào bán với mức giá là trên 400 triệu đồng. Chiếc xe này thì quá là phù hợp cho bác nào đi gia đình đông người hoặc là chạy dịch vụ, tại vì máy dầu thì siêu tiết kiệm, với cả là xe thì cực kỳ rộng rãi các bác nhá. Và bây giờ thì trước khi đi vào những cái xe mới về, tí nữa thì thiếu một cái nhân vật cũng khá là quan trọng. Xe này cũng vừa mới về đây này các bác này, Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động đời 2023 với mức giá bán là trên 400. Tí nữa em Huyền cũng sẽ quay chi tiết cả xe này nữa để cho các bác cùng tham khảo nha. Trước đấy thì em xin phép được đi nhanh một vòng salon Tùng Bách để báo giá những xe ở đây để cho các bác có thể cân đối. Em mời các bác sang phía bên này trước. Trước mặt các bác đây này, một em màu đỏ đầu tiên, báo giá em màu đỏ này đầu tiên cho là may mắn. Đây là MG HS 1.5 Trophy phiên bản cao cấp nhất của MG tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chiếc này của em thì đời 21, lăn bánh 7 vạn km, máy 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu, được chào bán với mức giá 550 triệu đồng. Đây là một cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao, có thể nói rằng trong cùng phân khúc xe thì em này được trang bị rất là nhiều tính năng option, đạt tiêu chuẩn châu Âu, đi xe cực kỳ đầm êm. Nói chung rằng với cái số tiền 550 triệu bỏ ra, bác nào sở hữu em này thì quá xứng đáng. Tại vì em khẳng định rằng bác nào đi thử chiếc này thì cũng mê luôn đấy ạ. 550 triệu đồng MG HS 1.5 Trophy đời 2021 các bác nha. Phía dưới đây thì em có một chiếc 7 chỗ, đây là Xpander Cross đời 2022. Xe thì lăn bánh 3 vạn 3.000 km, được chào bán với mức giá 610 triệu đồng. Đây là giá mà mong muốn của Tùng Bách Thái Nguyên. Nếu bác nào thiện chí thì cứ đừng ngại ngần gọi điện cho em để em có thể tư vấn và chốt cho mình một cái giá đẹp nhất các bác nha. Bên đây thì là xe quốc dân này các bác này, Toyota Vios e CVT đời 2023. Xe này được chào bán với mức giá là 485 triệu đồng với ngoại thất màu vàng cát đời cao chót vót 2023. Xe thì còn cực kỳ đẹp, mới từ ngoại thất cho đến nội thất bên trong không khác gì xe mới ở trong hãng đâu. Nhưng các bác sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Nhớ là đến với Tùng Bách Thái Nguyên chắc chắn các bác sẽ mua được một chiếc xe qua sử dụng mà chất lượng phải gọi là vô cùng tuyệt vời nhé. Hatchback hạng A. Đây là chiếc Honda Brio RS đời 2021, lăn bánh hơn 2 vạn cây với mức giá chào bán là 395 triệu đồng ạ. Dạ vâng, ở đây thì em có một chiếc xe màu đỏ này. Em này là Hyundai Accent bản tiêu chuẩn đời 2021. Xe thì lăn bánh 3 vạn 8.000 km, được chào bán với mức giá 440 triệu đồng. Hôm trước em Huyền cũng đã vừa mới lên một clip rất là chi tiết cho em xe Hyundai Accent này rồi. Gần như là những cái xe mà em báo giá thôi ngày hôm nay đều có video riêng. Nếu bác nào cần muốn xem chi tiết thì có thể gọi em để em gửi link cho mình tham khảo nhé. Phía dưới này thì em đang có rất là nhiều xe nữa đây các bác ạ. Mazda CX-5 đời 2023, lăn bánh 8.000 km, đi siêu ít. Đây là phiên bản 2.0 Premium với mức giá chào bán 830 triệu đồng các bác ạ. Cũng là màu trắng, cũng là 5 chỗ nhưng mà là đời 2018. Em có Hyundai Tucson bản đặc biệt, lăn bánh 10 vạn cây với mức giá chào bán 630 triệu đồng các bác nha. Và bên đây, Mercedes CLA 200 đời 2016, xe lăn bánh 5 vạn 8.000 km, khẳng định trên thị trường sẽ không còn quá nhiều những chiếc Mercedes CLA 200 đi ít như vậy. Với mức giá chào bán cũng vô cùng hợp lý, 550 triệu đồng các bác nha. Dưới này thì em có một vài sản phẩm nữa muốn giới thiệu đến các bác. Ở đây em có Hyundai Santa Fe bản phun xăng đời 2020, lăn bánh lần đầu tiên 2021 với số km sử dụng là 5 vạn 2, được chào bán với mức giá là 850 triệu đồng. Máy dầu lại là bán tải nhá, đời thì cực kỳ cao. Em có Isuzu D-Max 2022 1.9 các bác ạ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Isuzu thì bền như thế nào chắc không cần em Huyền phải giới thiệu nữa đúng không ạ. Chiếc xe này thì mới lăn bánh có 1 vạn
3.000 km thôi và sẽ được chào bán với mức giá 575 triệu đồng nhé. Và xa xa ở phía bên kia kìa các bác này, hơi chật một chút xíu nên là có gì các bác thông cảm, chắc là em Huyền vẫn lách được. Không ngờ mình lại nhỏ như vậy, lách được các bác ạ. Đây các bác này, cứ tưởng là không sang được với em nó cơ. Đây là MG ZS 1.5 Luxury đời 2020, trang bị 6 túi khí, cửa sổ trời toàn cảnh, nhập khẩu nguyên chiếc, với mức giá chào bán là 430 triệu đồng. Xe lăn bánh hơn 4 vạn km, nói chung là gầm cao mà đời cao, xong giá tầm hơn 400 thì có lẽ MG là lựa chọn hoàn hảo và hợp lý nhất luôn. Dạ, phía bên này thì em có một chiếc sedan đến từ thương hiệu Beijing này, Beijing Ulam Plus đời 2022, được trang bị thêm màn hình kép, được trang bị cả cam 360 độ theo xe luôn, rất là xịn sò, option nhiều. Chiếc xe này thì lăn bánh 3 vạn 7.000 km với mức giá chào bán là 430 triệu đồng các bác nha. Ở đây lại tiếp tục có một em màu trắng gầm cao nữa nhưng mà là 7 chỗ luôn, Kia Sorento bản Dulux máy xăng đời 2019, lăn bánh hơn 5 vạn km với mức giá chào bán 580 triệu đồng ạ. Dạ ở bên này này các bác này, 7 chỗ thương hiệu Việt. Đây là VinFast Lux SA bản Plus đời 2020, cũng lăn bánh là hơn 5 vạn km và sẽ được chào bán với mức giá là 680 nhá. Hiện tại em xe này đang chào bán rẻ hơn thị trường khoảng tầm 5-70 triệu đồng đấy. Còn lý do vì sao thì lại gọi em Huyền để em gửi link cho các bác tham khảo ạ. Bên này thì là sedan hạng C đời cao chót vót 2022, bảo hành hãng dài đến 5 năm và không giới hạn km, MG 1.5 Luxury, lăn bánh 2 vạn 9 km, lanh quanh gần 3 vạn cây nhưng mà 2022 đến bây giờ đi như vậy thì quá là ít. Máy 1.5 cũng rất là tiết kiệm với thiết kế ngoại thất màu vàng vô cùng thể thao và nhìn nó rất là nổi bật luôn. Chiếc này được chào bán với mức giá 470 triệu đồng các bác nha. Và phía bên này thì em có cặp Kia K5 để cho các bác có thể tham khảo đây. Hai chiếc K5, hai chiếc sedan hạng D, siêu đẹp, siêu nhiều option, nói chung là không có một từ gì để chê. Bên này là K5 2.0 Premium, sản xuất 2022, lăn bánh gần 3 vạn km với mức giá chào bán 770 triệu đồng. Còn phía bên tay phải em Huyền đây là K5 GT-Line 2022. Chiếc xe này thì lăn bánh 1 vạn 9 km và sẽ được chào bán với mức giá 830 triệu đồng. Còn hai em xe này về phần nội thất có gì khác nhau thì các bác lại gọi điện cho Huyền nha. Bên đây thì các bác để ý giúp em chiếc xe này với ạ. Đây là Mazda 2 đời 2018. Hôm trước thì em Huyền cũng có lên sóng qua cho các bác rồi. Chiếc này thì lăn bánh 5 vạn km và sẽ được chào bán với mức giá là 375 triệu đồng nhé. Sedan hạng B của Mazda, rất là tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế cũng khá là đẹp và nổi bật và riêng biệt hoàn toàn với những cái chiếc xe khác trên thị trường. Bây giờ em chỉ mở qua để cho các bác nhìn qua nội thất thôi, tại vì trước này em đã quay chi tiết rồi. Nội thất bên trong rất là đẹp luôn, đây các bác có thể thấy trong video của em Huyền nhé. 375 triệu đồng là một cái mức giá vô cùng hợp lý, em nghĩ rằng bác nào cũng có thể có khả năng mua. Em này thì nhỏ gọn này, bền, tiết kiệm nhiên liệu, xe cũng đẹp, đi ít. 2018 đến bây giờ đi 5 vạn cây, tính ra thì mỗi năm người ta cũng chưa đi đến 1 vạn đâu. Cũng khá là rộng rãi đấy, mà giá thành thì lại hợp lý, 375 triệu đồng. Nếu như bác nào mà đang tìm kiếm trong khuôn tiền 3-400 triệu thì đây là một cái lựa chọn phải gọi là sáng suốt và hợp lý nhất thời điểm hiện tại rồi. Xe thì đã có sẵn tại Tùng Bách Thái Nguyên, các bác có thể đến cửa hàng em hoặc là gọi điện cho em Huyền để em có thể gửi định vị hoặc là giữ xe cho các bác trong quá trình di chuyển nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết vào những cái chiếc xe vừa mới về của nhà em để cho các bác có thể tham khảo. Đầu tiên thôi thì ra phía bên ngoài này trước để cùng xem qua chiếc Chevrolet Trailblazer số sàn đời 2018, lăn bánh 10 vạn km, 5-6 năm sử dụng rồi, mỗi năm đi loanh quanh hơn 1 vạn chưa đến 2 vạn cây. Cũng không phải là đi quá nhiều đâu đúng không? Các bác nhìn cái ngoại hình bên ngoài này, quá là to, cao và đồ sộ đúng không? Em này là 7 chỗ xịn sò, siêu rộng với cái nội thất bên trong ấy, cái không gian sử dụng bên trong nó cực kỳ rộng rãi. Xe này thì cũng vừa mới về nhà Tùng Bách Thái Nguyên ngày hôm qua thôi. Em Huyền sẽ đi qua một vòng để cho các bác xem qua về phần sơn ở bên ngoài ấy, nó có cái điểm gì cần phải chú ý nhiều không nhá. Thật ra thì con này nó đẹp mà, nó chỉ có những cái vết xước răm nhỏ nhỏ như thế này thôi. Thì với những cái xước như thế này bên em sẽ, nếu mà đánh bóng hết thì đánh bóng, còn nếu không thì sẽ sơn tỉa cho các bác. Thật ra thì với một chiếc xe qua sử dụng kể cả là đời 22, 23 thì những cái xước răm nhỏ này là không thể tránh khỏi được đâu. Cái đấy thì nó gọi là xước sắt ngoài da, mình không tính đến nhá. Bên em vẫn cứ cam kết với các bác rằng xe không có đâm đụng hay ngập nước gì cả. Máy móc và động cơ là nguyên bản nhà sản xuất và chắc chắn là bao cho các bác có thể check trên toàn quốc. Phía sau đây, tiện đang ở phía sau thì em sẽ lật cả cái cốp lên cho các bác xem nhá. Rất là rộng luôn, đây các bác nhìn từ phía sau lên này.
Mua xe 7 chỗ ngồi nhá, vừa chạy dịch vụ vừa đi ra đường đông người thì lựa những cái em rộng như thế này thì cũng sẽ thoải mái hơn trong quá trình sử dụng rất là nhiều đúng không? Khi nào mà mình cần ngồi hàng thứ ba thì các bác lên như này giúp em, còn nếu không thì các bác có thể hoàn toàn gập xuống như thế này, tạo thành một cái không gian để đựng đồ ở phía sau, một cái cốp siêu rộng rãi, tại vì ghế của em này có thể gập một cái là góc 90 độ xuống luôn. Đấy, các bác thấy rộng không? Thoải mái mà để đồ đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này có cái giá bán em nghĩ rằng nghe xong nó rất là phù hợp luôn. 460 triệu đồng các bác nhá. Trailblazer đời 2018. Đã thế lại còn là máy dầu nữa. Máy dầu thì tiết kiệm như thế nào, khỏe như thế nào chắc không cần em Huyền giới thiệu nữa đúng không ạ? Đây là cái phần nội thất bên trong. Xe mộc và ghế nỉ các bác ạ. Ghế hơi bẩn một chút xíu. Hơi bẩn một chút xíu. Nhưng mà cái này thì em sẽ vệ sinh nên là các bác không cần phải lo đâu. Khi mà các bác nhận xe thì toàn bộ cái phần ghế này đã được vệ sinh sạch sẽ rồi nhá. Nhưng mà em nghĩ là nếu như bác nào mà kiểu như là có chốt đơn em này ấy, thì về có thể đầu tư thêm một chút xíu để nâng cấp lên bộ ghế da đi cho sạch, mấy cả dễ vệ sinh. Vân vô lăng này các bác này, quay vào đây giúp chị với. Eo, vẫn còn nguyên luôn này các bác này. Có thể một phần người ta cũng không đi quá nhiều, tại vì 2018 đến xem nào, 19, 20, 21, 22, ui gần 6 năm rồi các bác ạ, mà đi có 10 vạn cây thôi. Nhưng cái chi tiết nội thất nhựa bên trong thì cũng hoàn toàn không xước đâu nhá. Xe Chevrolet ấy thì nó có một đặc trưng, đấy là các bác sẽ cảm nhận được luôn khi sử dụng xe hoặc là khi lái thử, đấy là cái độ lắp ráp của các chi tiết nhựa trong xe nó rất là khớp. Chính vì vậy khi đi xe nó siêu đầm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cọc cạch. Kèm theo đấy nữa là cái thân vỏ rất là dày nên là độ an toàn nó cực kỳ cao các bác ạ. Thực sự là cái xe này ấy, nó có cái độ an toàn vượt trội luôn, tại vì thân vỏ nó dày lắm, nghe tiếng đóng cửa nó đã khác biệt rồi. Xe Mỹ thì cái điểm khác biệt lớn nhất chính là ở cái phần này đấy, em nghĩ là thân vỏ và khung gầm dày đảm bảo đi xe vừa đầm vừa an toàn cho người sử dụng. Hàng ghế thứ hai thì siêu siêu rộng đây nhá các bác nhá, tại vì em này là 7 chỗ xịn mà không gian bên trong nó phải gọi là cực kỳ thoải mái. Và chiếc xe này thì cái phần điều hòa sẽ được trang bị ở cái phần trần đấy, đây là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì ở phía dưới này. Tiện thể thì các bác cũng ngó qua phần trần giúp em Huyền, đấy là nó màu kem thật đấy nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ đúng không? Nó không có bị vết bẩn gì đâu các bác ạ. 460 triệu đồng Chevrolet Trailblazer số sàn đời 2018 các bác nhá. Lăn bánh 10 vạn cây. Xe rất là đẹp luôn. Bây giờ chỉ đang hơi bẩn tí thôi chứ còn về chất lượng thì không chê vào đâu được đâu. Còn phần máy móc thì đây này các bác này. Ôi nặng quá, nặng quá, quay nhanh một chút xíu em ơi, không thì nặng quá. Đây này các bác nhìn này, hơi bụi một chút xíu, bọn em sẽ thổi bụi đi cho các bác. Cam kết với các bác là không có xảy ra đâm xô hay là ngấm nước, máy móc, động cơ là nguyên bản. Kính zin, keo chỉ zin, số km chuẩn, bao trách thoải mái, 460 triệu đồng. Chevrolet Trailblazer, số sàn. Ôi, nặng lắm ạ. Thật sự luôn là cái phần thân vỏ nó vừa dày vừa nặng ấy các bác ạ, nên là tay hơi yếu, có gì các bác thông cảm nhá. Nhưng em đã cam kết trên văn bản rồi nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe này, 460 triệu đồng ạ. Nếu bác nào thích thì các bác có thể gọi điện ngay đến Tùng Bách Thái Nguyên. Phía trong này các bác ơi, đây em mời các bác vào trong. Và trong này thì em có một chiếc sedan hạng C, một chiếc xe Kia. Nói thật với các bác là đúng là Kia, xe Hàn đúng không? Dẫn đầu về xu thế, về cái kiểu dáng luôn. Quá là đẹp và hợp nhãn với người Việt Nam. Từ chiếc K5 ở bên kia thì siêu xuất sắc cho đến kể cả là Kia K3 ở đây. Các bác nhìn thôi là cũng đã thấy đắm say rồi đúng không ạ? Từ cái phần thiết kế đèn này, này các bác nhìn này, đẹp chưa? Cho đến cả phần mặt ca lăng ở phía trước này nữa. Nói chung là nó thiết kế đẹp lắm, không ai có thể chê được về cái phần thiết kế của chiếc Kia K3 1.6 Luxury đời 2022 này của nhà Tùng Bách Thái Nguyên đâu. Em xe này thì cũng vừa mới về đến nhà em cách đây khoảng tầm 2 tiếng thôi. Sau đấy thì là rửa và lên video, kiểm tra chất lượng, sau đấy là lên video cho các bác luôn đấy. Lốp này các bác này, lốp trước nhá, bề mặt lốp còn rất là dày, mua về sẵn sử dụng thôi. Thật sự là đến cả cái la răng nó làm cũng đẹp nữa. Đến cái la răng nó làm cũng đẹp luôn. Một vài vết xước răm ni ti, không đáng kể luôn. Có thể nói là gần như là không có xước sát gì luôn. Xe quá đẹp và xuất sắc luôn này các bác này. Cảm biến sau là có, tiện thể ở đây là mở luôn cái cốp cho các bác xem. Cốp rất là rộng, rất là sâu, tại vì đây là sedan hạng C mà. Đây các bác nhìn này, đấy, lật phía dưới này lên nha.
Ui, phần phía dưới này lên để xem lốp dự phòng còn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất nhá. Đồ đoàn thì hoàn toàn là còn nguyên. Nói chung là video nào em Huyền cũng giới thiệu rồi. Mặc dù là mua xe của nhà Tùng Bách là mua xe qua sử dụng, nhưng tất cả những cái vật dụng theo xe có gì thì nhà em cũng có đầy đủ như vậy các bác. Nói chung là không thiếu một cái gì đâu. Mua về sẵn chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Xe thì đẹp, bên em đã thay các bác kiểm tra chất lượng qua một lượt rồi. Nội thất bên trong thì như nào thì đây mời các bác nhìn vào trong này giúp em Huyền luôn nhá. Ây da, còn nhiều chi tiết chưa bóc ni lông lắm. Nhiều chi tiết chưa bóc ni lông lắm các bác ạ. Đây là phần nội thất ghế bên trong với tông màu đen và cái màu này gọi là gì đây? Cái màu này gọi là màu hơi nâu nâu ấy các bác. Nhưng mà cái màu này thì rất là sạch sẽ nhá các bác nhá. Màu này được cái ưu điểm rất là sạch luôn. Cái lòng da ghế này các bác này, cái lòng ghế ngồi này này còn rất là đẹp này. Kèm theo đấy là vô lăng. Đây các bác nhìn này. Nói chung là những cái chi tiết hao mòn mà con người hay sử dụng nhất thì cái độ xuống cấp của nó rất là thấp, gần như là không có nhiều. Xe này thì lăn bánh 56.692 km và cũng cam kết chuẩn zin km cho các bác nhé. Với những cái chiếc xe của Hàn thì mình không thể chê được về cái phần trang bị option cực kỳ nhiều. Tích hợp vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình cam lùi điều hòa. Nói chung là có hết, không thiếu gì luôn. Đấy các bác nhìn xem. Thật ra thì những cái option này em nghĩ là bác nào mà đang tìm kiếm mua xe thì các bác đã đọc và tìm hiểu hết rồi. Nhưng mà vì nhà em là bán xe qua sử dụng nên là mỗi xe em sẽ quay kỹ cho các bác xem là ví dụ như là ghế có hao mòn không, vô lăng có mòn không, rồi những cái chi tiết nhựa nội thất trong xe, phần táp bi này chẳng hạn hoặc là táp lô này chẳng hạn, xem là nó có xước sát gì không. Như cái xe này thì các bác có thể quan sát là nó hoàn toàn không xước sát, còn rất là mới và đẹp nhá. Phần trần thì ở phía này là người ta chưa bóc ni lông này các bác này. Đấy, xong là cũng trang bị có cửa gió điều hòa, à cửa sổ trời chứ. Tí nữa thì nói nhầm, cửa sổ trời ở phía trên. Còn cái phần trần này thì người ta bọc ni lông rồi, rất là sạch, hoàn toàn không vết bẩn đâu. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng luôn đây các bác này. Hàng ghế thứ hai siêu rộng, kèm theo đấy cũng có trang bị cửa gió điều hòa. Chắc chắn rồi, không bao giờ thiếu đâu. Nói chung là cứ đi xe Kia đi các bác ạ. Option các thứ là đầy đủ miên man, dùng không hết luôn. Chiếc xe này sẽ được nhà em chào bán với mức giá 565 triệu đồng các bác nhé. 565 triệu đồng Kia K3 1.6 Luxury đời 2022. Ngoại thất màu trắng siêu đẹp, xuất sắc luôn đấy các bác ạ. Còn về phần máy móc thì đây nha các bác ơi. Úi dồi ôi, bẩn quá. Bẩn quá các bác ạ. Vừa mới về mà, đây. Đấy, nhưng mà vẫn quay được đúng không? Vẫn quay để cho các bác xem được là mấy cái con ốc là hoàn toàn là không có dấu vết vặn mở. Ốc zin đét đèn đẹp luôn. Nói chung là kiểm tra kỹ lắm rồi các bác ạ. Vài thợ kiểm tra rồi, kiểm tra chéo rồi. Cam kết trên văn bản đấy là xe không xảy ra đâm xô hay là ngập nước. Máy móc động cơ là nguyên bản. Kính zin, keo chỉ zin, km chuẩn. Cũng bao check test thoải mái, nói chung các bác thích check ở đâu thì check. Còn về cái phần ví dụ như là spa, vệ sinh các thứ thì là trách nhiệm của Tùng Bách Thái Nguyên rồi. Các bác chỉ việc mang tiền đến và mang một em xe đẹp chất lượng, cam kết rõ ràng trên văn bản cả về pháp lý luôn, mang về sử dụng thôi. Kia K3 1.6 Lux đời 2022 với giá bán là 565 triệu đồng các bác nha. Bác nào thích thì nhanh tay gọi điện đến, có thể đặt cọc trước, sau đấy thì mình đến xem xe. Nếu như mà đến không đúng với cam kết của Tùng Bách Thái Nguyên, bên em hoàn tiền 100% và chịu mọi chi phí phát sinh đấy ạ. Bác nào thích thì nhớ gọi điện nha. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác sang phía bên này. Trời ơi, lại là một chiếc xe của Kia nữa. Quá đẹp luôn, thật sự. Gầm cao, 5 chỗ. Cái xe này thì khá là hot đây. Kia Seltos 1.4 Turbo bản Luxury đời 2021. Đấy, đẹp không các bác? Lăn bánh 4 vạn km, lại là màu trắng. Thế luôn là cái màu trắng này là cái màu trung tính ấy, ai cũng có thể sử dụng được, rất là dễ đi luôn. Đây là một cái mẫu 5 chỗ gầm cao với thiết kế ngoại hình đẹp này. Máy nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu và không gian sử dụng bên trong thì cũng khá là rộng rãi. Thương hiệu Kia thì cũng khá là nổi tiếng tại Việt Nam. Chính vì vậy mà các bác lựa chọn và tìm kiếm em này rất là nhiều trong cùng phân khúc. Có thể nói rằng trong phân khúc thì đây là một trong những chiếc xe bán cực kỳ chạy các bác nhé. Và chiếc xe này thì sẽ được nhà em chào bán với mức giá là 585 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp ngân hàng trên toàn miền Bắc và vận chuyển xe trên toàn quốc cho các bác luôn. Em này thì cũng vừa mới cập bến nhà Tùng Bách vào tối ngày hôm qua thôi. Và sáng nay thì em Huyền quay video giới thiệu cho các bác luôn. Bên ngoài thì cũng có một vài vết xước răm nhỏ, nhưng mà thực sự là lên video không thể nhìn thấy được, vì những cái này nó chỉ là xước răm ni ti thôi. Xe nào đi cứ vài hôm là nó đã có xước răm rồi, thật sự đấy. Nhà em sẽ đánh bóng lại cho các bác nhé, các bác có thể yên tâm về phần đấy. Còn nếu có xước sát thì sẽ sơn tỉa. Cốp thì rất là rộng này các bác này. Đây,
Với những cái mẫu crossover gầm cao đô thị như thế này thì riêng về cái phần cốp để đồ thì các bác không bao giờ phải lo lắng nữa. Tại vì nó rộng rãi, thoải mái cho các bác có thể để được rất là nhiều đồ luôn. Phía này là cái nốt cốp là chủ cũ trang bị thêm này, dưới này là lốp dự phòng và đồ đoàn, điện thể quay cả cái lòng cốp cho các bác xem luôn. Tại vì có rất là nhiều bác em để ý xem là mình cũng mở cái phần này ra xem là chắc là để kiểm tra ngập nước à hay như thế nào em không biết đấy, nhưng mà mọi người kiểm tra kỹ lắm. Thật ra thì cái này là cũng đúng thôi, tại vì bỏ ra bao nhiêu tiền như thế để mua một em xe về sử dụng không kiểm tra kỹ làm sao được. Nhà em cũng khuyến khích cái phần này lắm, nếu như mà bác nào check đi check hãng hoặc check thì check luôn để đỡ mất công của hai bên. Thật ra thì bên em đã kiểm tra, đã check kỹ lắm rồi, nhưng mà cũng thích các bác kiểm tra lại một lần nữa cho yên tâm. Còn đây là cái phần nội thất bên trong nhá. Màu ghế này các bác này, ghế này là màu kem, nhưng mà xe chưa được vệ sinh nên có lẽ là các bác nhìn ở trong video nó sẽ hơi hơi bẩn một chút xíu nha các bác nhá. Bên em sẽ vệ sinh sau. Ui, công nhận nhá, xe Hàn ấy nó làm đẹp kể cả là mấy cái chi tiết này này. Người ta thiết kế cũng theo kiểu mang hơi hướng thời trang ấy, mang hơi hướng nhìn nó hiện đại và công nghệ hơn, nó không quá đơn giản nữa. Nói chung là tất cả là tạo lên một cái gì đấy nó khác biệt và tạo lên một cái gì đấy nó rất là đẹp, rất là độc, rất là lạ luôn. Em này chính xác là lăn bánh 4 vạn 2.502 km các bác ạ. Phiên bản này thì là ghế chỉnh cơ thôi nhá các bác nhá. Đây các bác xem này, bề mặt ghế nếu mà bảo là bị làm sao thì chưa bị làm sao, chỉ có bị bẩn thôi các bác ạ, chỉ có bị bẩn thôi. Cái đấy thì nhà em sẽ vệ sinh cho các bác. Còn ở trên phần vô lăng thì cái vân vô lăng là vẫn còn nguyên nhá. Vân vô lăng vẫn còn nguyên này, hoàn toàn là chưa có bị mòn đâu. Rồi những cái chi tiết nhựa ở trong xe, những cái chi tiết nhựa nội thất từ xung quanh tay nắm số này cho đến phần táp lô này, đấy hoặc là táp bi thì hoàn toàn không xước sát, cũng có trang bị màn hình cam lùi các thứ theo xe, đè lỗ thông minh rồi, khá là tiện lợi, tích hợp vô lăng đầy đủ hết luôn. Phần trần màu kem và chủ cũng khá là giữ gìn nên rất là sạch sẽ. Ngoài ra thì bác chủ cũ cũng đã nâng cấp cho em này cả thảm trải sàn phiên cách nhiệt đầy đủ rồi. Nếu như bác nào mua chiếc Kia Seltos bản Luxury đời 21 của nhà Tùng Bách Thái Nguyên với mức giá 585 triệu này thì về các bác chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi, không gian sử dụng bên trong thì thoáng. Nói chung là bây giờ các bác mua xe gầm cao cũng khá là nhiều, nhiều người thích đi xe gầm cao lắm. Xe sedan thì nó sẽ có cái ưu điểm đấy là thiết kế lúc nào cũng đẹp hơn. Với trong cùng một cái số tiền thì xe sedan sẽ đẹp hơn này, option nhiều hơn, đi cũng bám đường. Nhưng mà xe gầm cao thì nó lại có ưu điểm đấy là gầm cao, máy thoáng, đi được ở trên nhiều cung đường hơn, đúng không ạ? Mình không cần phải lựa, ví dụ đơn giản lúc lên xuống vỉa hè thôi là cứ vậy đi, không phải lựa nữa. Còn đây là phần máy móc nhá các bác nhá. Máy cũng đang hơi hơi bẩn một xíu. Cái này nhà em sẽ vệ sinh, nhưng mà bên em vẫn cứ cam kết với các bác rằng máy số là zin, không có đâm xô hay là ngập nước gì cả. Bao check thoải mái luôn, thích check ở đâu cũng được. Đấy các bác xem hộ em với. Trời ơi được chưa? Nặng quá, hôm nay hơi yếu. Quay buổi sáng nên sức khỏe hơi yếu, chưa ăn cơm các bác ạ. Nhắc cái này thấy run tay rồi. Thế nên bác nào mà yêu quý Tùng Bách Thái Nguyên thì nhớ là gọi điện để chốt đơn chứ. Đây là không không có cả sức hạ nữa luôn. 585 triệu đồng Kia Seltos 1.4 Turbo bản Luxury đời 2021, lăn bánh 4 vạn 2.000 km với mức giá là 585 các bác nha. Và bên đây là Kia K3 1.6 Luxury đời 2022, 565 triệu đồng, kèm theo đấy là một chiếc 7 chỗ số sàn máy dầu Chevrolet Trailblazer đời 2018 với mức giá là 460 triệu đồng. Vừa rồi thì em Hiền cũng có lên sóng giới thiệu toàn bộ những cái xe tại Tùng Bách Thái Nguyên cũng như là quay chi tiết những chiếc xe mới về. Nếu như bác nào qua video này mà thích được một em xe thì nhớ gọi điện đến hotline em đã ghi dưới góc màn hình để bên em có thể hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về hình ảnh xe này, về các vấn đề pháp lý hoặc thủ tục làm ngân hàng nếu như các bác có nhu cầu. Bây giờ thì em xin phép kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.